Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của tổ hợp Y tế Family Choice phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ ba vào lúc 6:30. Thành lập từ năm 1995 đến nay đã gần 30 năm. Hiện nay tổ hợp Y tế Family Choice đang phục vụ trên 65.000 bệnh nhân Việt Mỹ trong quận Cam. Và thưa quý vị, hiện nay muốn biết thêm về chi tiết về tổ hợp Y tế Family Choice, quý vị có vào trang nhà familychoice.com. Qua familychoice.com, quý vị có thấy tất cả những danh sách các chương trình bảo hiểm mà có hợp đồng với tổ hợp Y tế Family Choice. Nếu mà quý vị đang đi làm hãng xưởng và có lợi tức cao, quý vị có thể chọn một chương trình thương mại. Và đồng thời nếu quý vị có lợi tức kém, quý vị ở trong chương trình Captima. Và nếu quý vị trên 65 tuổi hoặc quý vị có Medicare hoặc Medi-Medi-2 phần, thì Medicare chúng tôi có những chương trình bảo hiểm Medicare Advantage như Blue Shield, Brand New Day, Central Health và HealthNet. Nếu quý vị hiện có Medicare và Medicare 2 phần, nó gọi là Dual Beneficiary, tức có hai cái phần vừa Medicare và Medicare, thì quý vị có thể chọn OneCare. Còn nếu quý vị không muốn vào trong tổ hợp, vẫn đi tự do, thì có một chương trình đặc biệt của CMS Medicare. Từ 2018 đến nay, tổ hợp Y tế Family Choice có chương trình Family Choice, ACO và CCM. Hai chương trình này là hai chương trình rất đặc biệt để cung ứng dịch vụ y tế cho quý vị cao niên trên 65 tuổi và đang có hai dual, có cả hai dạng Medicare và Medicare. Chương trình này quý vị tiếp tục đi bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn, đi nhà thương, đi là tự do, không có phải vô tổ hợp. Tuy nhiên các bác sĩ gia đình của quý vị tự nguyện gia nhập chương trình này thì Medicare CMS sẽ cho danh sách các quý vị đang bệnh nhân của các bác sĩ này cho tổ hợp. Và đồng thời CMS cho tổ hợp biết tất cả những dữ kiện y tế của quý vị. Và tổ hợp Y tế Family Choice có bổn phận điều hợp tất cả dịch vụ y tế của quý vị. Hôm nay một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu quý vị bác sĩ Đạt Nguyễn Nguyễn, một hospitalist là bác sĩ thường trực trong nhà thương của tổ hợp trong Family Choice. Và đồng thời cô Bảo Hiên, một trong điều hợp viên cá nhân của tổ hợp Y tế Family Choice trong chương trình CCM ACO. Kính thưa quý vị, thì trong tuần lễ vừa qua chúng tôi đã nói đến cái chuyện điều hợp y tế mà qua những quý vị đang đi tự do mà phải đi vô phòng nhà thương. Thì thưa bác sĩ Đạt, hồi mình đã nói là khi mà bệnh viện mà một bệnh nhân của Family Choice trong chương trình ACO CCM nhập viện một cái đó, thì bác sĩ một trong bác sĩ chuyên mà thường trực nhà thương của Family Choice sẽ tiếp tục chăm sóc bệnh nhân từ khi nhập viện đến khi đi về. Rồi bây giờ khi mà bệnh nhân sẵn sàng đi về rồi thì bác sĩ Đạt có liên hệ điều hợp với cô Bảo Hiên như thế nào? Thường thường nếu bệnh nhân đi về đó thì bác sĩ điều hợp với cô Bảo Hiên để nếu có bệnh nhân cần cái gì giúp, nó cần home health và bác cũng nói chuyện với bác sĩ PCP. Bác sĩ gia đình. Dạ, bác sĩ gia đình để họ sẽ theo dõi bác. Nếu mà càng đi sớm thì sẽ cô Bảo Hiên sẽ giúp mấy bác đi gặp mấy bác sĩ gia đình sớm. Mấy cái mới đặc biệt của cái Family Hospital Group là bởi vì chỉ có một bác sĩ coi từ đầu cho tới lúc bác bệnh nhân đi về. Thì nếu mà bác sĩ PCP mà muốn nói chuyện với bất cứ một cái bác sĩ nào trong bệnh viện về bệnh nhân đó thì rất là dễ, chỉ gọi một bác sĩ thôi. Chứ không phải gọi hai ba bác sĩ để biết ồ tại sao bệnh nhân của bệnh viện bị bệnh gì. Cái đó cũng giúp cho bác sĩ gia đình theo dõi tình trạng của bệnh nhân khi họ đi về. Và nếu bệnh nhân dù cho đi về rồi mà muốn cần bất cứ một cái chuyện gì cũng nói cô Bảo Hiên sẽ có thể gọi bác sĩ Đạt hay bác sĩ gia đình ngay lập tức. Đó là một cái sự đặc biệt của Family Hospital Group. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà bệnh nhân sau khi nằm trong nhà thương và bệnh đã tương đối nó ổn định, có thể đi về nhà được, thì bác sĩ thường trong nhà thương sẽ liên lạc, sẽ viết toa ra, viết cái order cho bệnh nhân đi về nhà thương. Yeah. Đi về nhà xin lỗi, có nhiều cái trường hợp đi về nhà cần home health, cần phải tiếp tục như là đi mổ xong cần tiếp tục phải làm physical therapy tập, hay là đi về nhà cần phải IV fluid. Yeah. Rồi đi về nhà cần y tá tới chăm sóc. Yeah. Thường xuyên. Thưa quý vị, trong quá khứ nếu quý vị đi tự do không có ai, các bác sĩ gia đình không biết mấy chuyện này. Nhưng mà nếu mà quý vị ở bác sĩ gia đình quý vị ở trong tổ hợp Y tế Family Choice LSCCM đó, thì chúng tôi được biết được các bác sĩ trong nhà thương sẽ chúng tôi cho cô Bảo Hiên biết. Cô Bảo Hiên sẽ liên lạc với gia đình cho biết là bệnh nhân sẽ đi về, bệnh nhân sẽ tiếp tục cần phải chăm sóc tại gia. Thì đó là
một cô đạo viên là một trong những điều học viên cá nhân của tổ hợp Youth Family Joy. Thì cô Bảo Hiên trong trường hợp này thì cô Bảo Hiên làm những cái gì? Khi bệnh nhân được về nhà rồi thì sức khỏe cũng chưa có ổn định và cũng còn rất là mệt. Trong cái trường hợp mà các bác cần thêm cái sự trợ giúp như là home health, có y tá bác sĩ đến thăm mỗi nhà mỗi lần một tuần, người ta có thể đo lại huyết áp, coi lại hết tất cả thuốc men, và điều học viên y tế như tụi cháu cũng sẽ liên lạc với bác sĩ gia đình để cần thêm cái sự giúp đỡ gì khác hay không, để chắc chắn rằng bệnh nhân không có quay lại với nhà thương trong vòng 2 tháng đó, bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, thì trên nguyên tắc một khi bệnh nhân xuất viện rồi, chúng tôi phải làm tất cả những điều gì cần thiết để giữ bệnh nhân khỏi phải trở lại phòng cấp cứu nữa, phải trở lại nhà thương nữa. Tại vì nếu mà không có sự theo dõi thường xuyên của bác sĩ gia đình, phối hợp với các bác sĩ ở trong nhà thương, phối hợp với nhân viên điều dưỡng, nhân viên điều học cá nhân, thì đôi khi bệnh nó sẽ trở bệnh nữa, để phải vô nhà thương nữa. Cái quan trọng là khi xuất viện xong là phải được tiếp tục được chăm sóc bởi bác sĩ gia đình, đồng thời với sự điều hợp của những điều hợp viên cá nhân như cô Bảo Hiên. Thì thưa quý vị, thì trường hợp thứ hai nữa là nếu bây giờ bác sĩ đạt bệnh nhân không có về nhà được, cần phải vô phục hồi, trung tâm điều dưỡng phục hồi là SNF, thì lúc đó bác sĩ đặt sẽ theo dõi bệnh nhân ở trung tâm phục hồi. Nếu mà bác sĩ gia đình muốn theo dõi thì bác sĩ đạt sẽ nói chuyện bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình sẽ theo dõi bệnh nhân nếu bác sĩ gia đình muốn. Còn nếu bác sĩ gia đình quá bận rộn thì bác sĩ đạt cùng cái nhóm host group của Family Choice sẽ coi bệnh nhân ở trong nursing home từ lúc vô cho tới lúc đi về. Vâng, thưa quý vị, trong trường hợp này cũng rất là đặc biệt, nếu bệnh nhân không có về nhà, không có con cái, không có thân nhân mà chăm sóc cho bệnh nhân, và bệnh nhân không có đủ khả năng để tự lo, thì bệnh nhân phải vào những trung tâm điều dưỡng phục hồi, thì tôi gọi tắt là SNF, là Skilled Nursing Facility. Thì trung tâm điều dưỡng phục hồi này thì bác sĩ như của tổ hợp Youth Family Choice, như bác sĩ Đạt hay là những bác sĩ khác như là Sue Reddy và những bác sĩ khác, thì không những là chăm sóc ở trong nhà thương là acute care, nhưng post acute care là sau khi về trung tâm điều dưỡng phục hồi, bác sĩ Đạt tiếp tục thăm đến chăm sóc bệnh nhân đến khi bệnh nhân về nhà. Dạ vâng. Ok. Trong thời gian đó thì rất là quan trọng. Bác sĩ Đạt vừa nói hồi nãy đó là bác sĩ Đạt sẽ cho cái nhân viên điều hợp y tế, điều hợp cá nhân cũng như cô Bảo Hiên. Thì cô Bảo Hiên phải gọi bác sĩ gia đình phải không? Dạ, thì trong trường hợp đó thì tụi em sẽ tiếp tục liên lạc với bác sĩ gia đình và cho bác sĩ gia đình biết cái thời gian bao lâu thì bệnh nhân sẽ được ra khỏi cái khu chăm sóc đặc biệt đó, và nếu được chuyển về nhà thì có cần cái vật lý trị liệu nữa hay không. Thì sự kết hợp giữa bác sĩ gia đình với lại bác sĩ hospitalist và cái ngay chỗ tập vật lý trị liệu thì rất là quan trọng để giúp cho bệnh nhân hồi phục lại nhanh chóng hơn. Vâng, thì đây quý vị sẽ thấy là một sự điều hợp y tế rất là quan trọng. Dù rằng quý vị đang đi tự do mà nhiều bác sĩ, nhiều nhu cầu của bệnh nhân về bệnh lý, thành ra những người điều hợp viên cá nhân như cô Bảo Hiên rất là quan trọng để giúp cho bác sĩ ở trong nhà thương liên lạc trực tiếp với bác sĩ gia đình, và đồng thời bác sĩ gia đình có thể sẵn sàng để đón nhận bệnh nhân sau khi họ xuất viện từ những trung tâm điều dưỡng phục hồi. Cái chuyện này rất là quan trọng. Tại vì nếu không có sự điều hợp tốt đẹp này thì bệnh nhân có thể là phải trở lại nhà thương nữa. Bệnh lại trở nặng trở lại. Thành ra cái sự điều hợp y tế rất là quan trọng. Nếu mà trong trường hợp bây giờ, nếu mà bác sĩ gia đình, như bác sĩ Đạt nói hồi nãy đó, nếu bác sĩ gia đình muốn vô trong, có thể muốn chăm sóc bệnh nhân ở trung tâm điều dưỡng phục hồi, sẽ làm được. Họ có thể làm được. Vâng. Lúc đó thì cô Bảo Hiên xin liên lạc với bác sĩ gia đình. Lúc đó em sẽ liên lạc với bác sĩ gia đình, nếu họ có cái dịch vụ đó thì họ sẽ chăm sóc bệnh nhân ngay tại cái trung tâm phục hồi đó luôn và tiếp tục theo dõi những cái thuốc men của bệnh nhân. Thì nói chung là cái điều hợp y tế này rất là quan trọng, vì trong 3 tháng liền bệnh nhân và bác sĩ không hề ai biết là mình đi đâu, khám bệnh ở đâu. Thì tụi em là những cái cầu nối, trong một tháng tụi em sẽ gọi một lần để kiểm tra và hỏi han. Có những điều mà bệnh nhân không thể nào chia sẻ với lại bác sĩ gia đình của mình, tại vì thời gian của họ rất là bận rộn. Chính vì vậy khi mà tụi em gọi thì bệnh nhân có thể chia sẻ với tụi em tất cả những cái phiền muộn về cái tinh thần hoặc là cái bệnh của họ.
thì cái việc đó rất là tốt. Vâng, thưa quý vị, thì một người bệnh nhân ở trong, nhất là trên bệnh nhân trên 65 tuổi và có nhiều bệnh kinh niên, thì cái nhu cầu về y tế rất là nhiều, và đồng thời đôi khi họ không biết họ gọi ai. Thì chúng tôi có một cái số điện thoại mà gọi là tổng đài của, nếu quý vị muốn liên lạc với nhân viên của chúng tôi, nhân viên điều hợp cá nhân như cô Bảo Hiên, thì có một số điện thoại, cũng như là muốn liên lạc lại với bác sĩ hospitalist như bác sĩ Đạt, tại vì chúng tôi cũng có 10 bác sĩ là hospitalist, cũng có 12 bác sĩ, nhân viên điều hợp cá nhân, thành ra chúng tôi có một số điện thoại tổng đài. Quý vị có thể gọi vào số này, nói tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Đạt hay là bác sĩ nào đó trong cái tổ hợp, hay là even bác sĩ gia đình, thì cái số tổng đài đó sẽ liên lạc với lại các bác sĩ. Hoặc là bệnh nhân có thể gọi và tôi muốn nói chuyện với một cô của tổ hợp, cô điều hợp viên cá nhân của tổ hợp, để hỏi về những cái thuốc men, hỏi về những cái, thì tại vì đôi khi họ không liên lạc với bác sĩ hospitalist, phải không? Dạ. Khi mà bệnh nhân bác sĩ Đạt về, đâu có phải là người nào đi về cũng cho một cái cell phone bác sĩ Đạt đâu. Yeah. Nhưng cho cái số tổng đài. Vâng. Cái số tổng đài này rất là quan trọng. Thì trên màn hình quý vị sẽ thấy cái số của điện thoại của tổng đài. Đây là số 714-889-8295. Cái số này rất là quan trọng để quý vị liên lạc với bác sĩ trong nhà thương, thực nhà thương, liên lạc với những điều hợp viên cá nhân của quý vị. Và thưa quý vị, thì sau khi mà quý vị về nhà rồi, quý vị từ vô nhà thương, vô viện điều dưỡng phục hồi, rồi về nhà, cái chuyện đến đó cũng chưa là hết chuyện. Những cô điều hợp viên cá nhân như cô Bảo Hiên thường thường là gọi bệnh nhân mỗi tháng. Thật tình mà nói đó, thì tới bây giờ đó rất là nhiều bệnh nhân trong chương trình này không biết là mình ở trong chương trình này. Cô Bảo Hiên sẽ đại diện một số bác sĩ phải không? Dạ, khi cô gọi bệnh nhân thì cô có nói là cô đại diện cho văn phòng bác sĩ phải không? Dạ đúng rồi. Khi tụi con gọi thì sẽ trình bày là tụi con gọi từ CMS, vì đây là chương trình từ CMS họ yêu cầu, chứ không phải tự động tụi con gọi mỗi tháng, mà họ muốn rằng để giữ bệnh nhân tránh xa khỏi nhà thương, và những cái bác sĩ nào mà có đăng ký dưới cái Medicare đi tự do thì tụi con sẽ nói là tụi con đại diện cho bác sĩ gia đình đó, để cho bệnh nhân biết và an tâm là tụi con không có phải là từ cái scam nào đó, bác sĩ. Thường bệnh nhân rất sợ. Yeah. Thưa quý vị, thì hiện nay có rất nhiều robot call. Yeah. Thành ra ai cũng sợ bị được gọi lắm. Nhưng mà để cho giúp cho sự điều hợp y tế của bệnh nhân nó được tốt đẹp hơn, thì cái chương trình rất là quan trọng. Chương trình nó cũng đi gần với chương trình gọi là home health, telehealth. Là các văn phòng bác sĩ có thể gọi bệnh nhân để mà nhắc nhở bệnh nhân. Nhưng mà các bác sĩ bận lắm. Yeah. Như phòng mạch đa số các bác sĩ chỉ thường 3 tháng liên lạc bệnh nhân một lần thôi. Nhưng mà đây đó, chính phủ thấy là rất là quan trọng. Cái chuyện mà 3 tháng một lần hay là 6 tháng một lần nó xa xưa rồi. Yeah. Bây giờ là các cô liên lạc với bệnh nhân mỗi tháng. Khi mà gọi bệnh nhân thường thường bệnh nhân không hiểu, ô tôi đâu có vô trong chương trình này đâu. Yeah. Mà sao tôi đâu tổ hợp Family Choice đâu. Yeah, mà lại gọi tôi. Do, yeah. Tôi đang đi tự do mà. Nhưng mà thật tình mà nói thì các bác sĩ gia đình của quý vị tự nguyện gia nhập chương trình này, chứ không phải là quý vị gia nhập. Mà quý vị cũng không có gia nhập nữa. Các bác sĩ gia đình của quý vị tự nguyện gia nhập chương trình này. Và bác CMS, Medicare đó, họ cho tổ hợp Family Choice tất cả dự kiện y tế của quý vị. Đi bác sĩ nào, uống thuốc gì, có nằm nhà thương hồi nào, hay là phòng cấp cứu hồi nào. Tất cả dự kiện đó rất là nhiều. Một bác sĩ gia đình không thể nào mà đón nhận những cái dự kiện đó được. Phải có một cái chương trình, nó platform, nó nhận cái dự kiện đó, rồi nó mới đưa cho chúng tôi mới analyze, nghiên cứu nó, rồi đưa lại cho bác sĩ gia đình. Và đồng thời điều hợp những người như cô Bảo Hiên, một cái đội ngũ 12 người chỉ lo coi mỗi bệnh nhân, mỗi người coi bệnh nhân này họ đang bệnh gì, đang uống thuốc gì, đi bác sĩ nào, phải không? Rất là quan trọng. Thì là cái điều hợp y tế từ những điều hợp viên cá nhân đến bác sĩ trong nhà thương rất là quan trọng. Family Choice là coi như là đầu tiên mới có được cái này, và chăm sóc quý vị từ đầu cho đến gia tất cả. Vâng, thưa quý vị, thì chương trình này đó là cái chương trình duy nhất của tổ hợp Family Choice. Duy nhất, không có cái tổ hợp Family Choice hiện nay đã cung ứng tất cả mọi cái chương trình bảo hiểm khác nhau cho bệnh nhân. Bệnh nhân muốn vào trong tổ hợp có đầy đủ hết. Bệnh nhân không muốn vào trong tổ hợp, đang đi tự do, chúng tôi cũng tiếp tục
điều hợp y tế cho quý vị để cái dịch vụ y tế của quý vị được tốt đẹp hơn và sức khỏe của quý vị được tốt đẹp hơn. Bác sĩ Đạt, ngoài chuyện mà trong nhà thương thì bác sĩ Đạt thấy có vấn đề, có chuyện gì để mà nhắn nhủ với bệnh nhân và trong khi bệnh nhân trong nhà thương không? Cái quan trọng nhất là bệnh nhân nhớ là Family Choice có cái số phone number, cái số phone đó là bất cứ có chuyện gì, tại vì nhiều khi mấy bác cũng lớn tuổi rồi đi về nhà mà không biết mua thuốc ở đâu hay là làm sao liên lạc gặp bác sĩ chuyên môn, thì có thể liên lạc với lại cô Bảo Hiên hay là bất cứ nào làm việc trong cái số phone đó, họ sẽ gọi thẳng bác sĩ Đạt hay bất cứ bác sĩ nào mà đã coi bệnh nhân trong bệnh viện, và sẽ tụi này sẽ coi lại hồ sơ, nếu cần thiết những cái gì bác sĩ nào sẽ refer mấy bác tới cái chỗ đó. Cái đó rất là quan trọng. Ở trong nhà thương đó, thân nhân cũng như bệnh nhân muốn gọi bác sĩ hospitalist thì cái số đó cũng là cái số để mà quý vị đó, số đó là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần có người trả lời. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị buổi phát hình kỳ tới. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chúc quý vị một buổi chiều an lành. Cảm ơn bác sĩ Đạt. Cảm ơn cô Bảo Hiên. Xin cảm ơn.